Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại clip của Nguyễn Đăng Hương. Thì các bạn ạ, các bạn có biết là Hương chuẩn bị đi đâu không? Đó, Hương chuẩn bị đi cắt mí đấy các bạn ạ. Như hồi xưa thì Hương có chia sẻ với các bạn rằng là cái mí của Hương ấy, đây. Hồi xưa là Hương có thời trẻ trâu là Hương có đi phun mí, mà bây giờ nó đã bị đen xì như thế này. Mọi lần là Hương toàn phải dùng trang khuyết điểm này phủ lên một lớp này, sau đó thì một lớp phấn mắt này lót và một lớp phấn mắt màu đấy, nên là nó mới nhìn rõ là cái mí của Hương thôi. Còn bình thường không make up mắt thì mắt của Hương nó như thế này này đấy, rất là xấu. Mà cái đi bắn mí này Hương cũng có đi bắn vài lần rồi mà nó không có hết, nên là hôm nay thì Hương sẽ quyết định rằng là mình sẽ đi cắt mí để cái nếp mí này nó rõ hơn nhé. Tại vì Hương bắn nhiều quá, bắn laser nhiều quá để cho cái này nó bay ấy, mà nó không bay á, mà cái mí của mình đã thành 3-4 nếp đấy, buồn lắm. Nên là hôm nay Hương sẽ đi cắt mí. Một chị bạn chơi với Hương thì chị ấy cũng làm trong nghề khá là lâu rồi và chị ấy cắt cũng rất là đẹp. Nên là hôm nay mình sẽ chọn mặt gửi vàng để đến thẩm mỹ viện của chị bạn của Hương trùng tu nhan sắc nhé. Đấy, hôm nay thì Tùng Mèo không có nhà, Tùng Mèo lại đi làm rồi và mình chuẩn bị lại một mình đi cắt mí. Không biết cắt mí về có đau không? Nếu mà ông về muộn thì mình lại chẳng có nguồn này nhõng nhẽo. Thôi làm nhà đủ rồi, bây giờ mình sẽ đi thôi. Chị đã chờ mình rất là lâu rồi. Mọi người hãy cùng đón chờ bước mắt mới của Hương nha. Đấy thì các bạn ơi, mình đã đến thẩm mỹ viện rồi này. Chị đã mở cửa cho mình. Hello chị yêu, trời ơi, chờ em có lâu không? Chờ quá lâu rồi đúng không? Ngồi lại nhại suốt nói chuyện với mọi người nên là đến hơi muộn. Đấy, chị đang đi rót nước cho mình đây. Phục vụ rất là nhiệt tình luôn. Đoạn này là chị đang tư vấn cho mình về form dáng mắt này. Chị nói là mắt của mình đã có hai mí rồi và bây giờ muốn nó rõ nét hơn thì nên cắt một chút da trùng này. Đấy. Và cắt theo kiểu full deep. Bình thường là có hai kiểu mini deep và full deep thì phải. Thì mình cắt theo kiểu full deep thì nó sẽ giữ mí mắt được lâu hơn và form mí nó cũng tròn và đẹp hơn. Còn bây giờ là mình ghi thông tin của mình này, thông tin địa chỉ, tên tuổi các kiểu luôn, tình trạng sức khỏe, rồi sau đó mình mới vào phẫu thuật nhá, xem là mình có tiền sử bệnh gì không, ốm đau gì không, có mang thai không, hay là có nhịn ăn hay không thì mới vào phẫu thuật nhé mọi người nhé. Đấy, hết thông tin rồi, bây giờ thì ký tên thôi mọi người ạ. Ký tên rồi sau đó mới được vào phẫu thuật nhá. Đấy các bạn ạ, thì mình đã thay quần áo xong rồi, bây giờ là vào chuẩn bị triển khai phẫu thuật thôi. Nhờ bạn nhân viên quay hộ mà bạn ấy lại không biết quay ngang, bạn ấy lại quay dọc mọi người ạ. Chắc là do bạn ấy tưởng mình là quay TikTok. Mà cũng đúng thôi, mình làm TikToker có số lượng follow khá là khủng, nên là bạn ấy tưởng mình có TikTok là đúng rồi. Trùm hết tóc của mình vào nhưng mà vẫn không thể nào lu mờ được nhan sắc đáng yêu của Nguyễn Đăng Hương. Nằm xuống và chuẩn bị triển thôi mọi người ơi. Hồi hộp quá mọi người ạ. Sau gần một tiếng thì đôi mắt của mình đã xong rồi nè. Mới làm thì nó sẽ chưa vào form chuẩn đâu mọi người nhá. Mới làm xong mà không đau, không sưng, không tím gì luôn ấy mọi người. Bây giờ là mình sẽ ra thanh toán và đi về thôi. Bạn ạ, mình đã về rồi đây. Bác sĩ đã kê cho mình rất là nhiều thuốc và nước để vệ sinh vùng vừa thẩm mỹ. Thì cái nếp mí của mình ấy, mình nhìn bên ngoài nó rất là tròn và đều.
nó chỉ hơi xanh xanh một tí là do cái phun mí cũ của mình. Thì sau khi mà hồi phục rồi thì mình sẽ tiếp tục đi bắn cái viền mí này nhá. Đến bây giờ thì nhìn nó rất là tròn, nhưng mà không biết là sau các chỉ thì như thế nào. Các bạn cùng theo dõi xem là nó như thế nào với Hương nhé. Chắc là khoảng tầm 6 đến 7 ngày nữa là được đi các chỉ rồi. Bây giờ là mình chuẩn bị đi ngủ. Mà trước khi đi ngủ thì mình cũng khi mà mình cắt mí xong mình cũng muốn skin care một chút xíu thôi, tránh cái phần vết thương ra là được. Đấy, hôm trước thì cũng có những bạn hỏi là skin care như thế nào. Thì mình dùng một chút nước hoa hồng này, thì mình sẽ chỉ bôi vào những cái chỗ mà tránh cái vùng mà mình vừa thẩm mỹ xong nhá. Hello mọi người. Đau xuống. Mình cắt đầu. Đau. Em chỉ nói với anh như thế cho anh chị anh thương em thôi. Em không đau đâu. Nhưng nếu mà ví dụ như mà có anh đi kiểu cùng kiểu gì em cũng kiểu nũng nịu xong em còn đau hơn ý. Nũng nịu à? Số trò không trượt phải à? Bây giờ là em đi đi cắt phần nũng nịu rồi. Bây giờ là mình sẽ dùng một chút sữa dưỡng. Đấy. Này mà em bị nhiều vết thâm quá. Giữ nhẹ nhàng thôi. Bình thường là mình sẽ bôi thêm kem mắt cho đỡ quầng thâm ấy. Mà hôm nay là cắt mí nên là cái phần quầng thâm mắt mình nó cũng lộ rõ hơn. Là mình sẽ vệ sinh vùng mắt nhá. Cồn đỏ, trước tiên là cồn đỏ. Dơ cao lên đi. Dưới trước mặt đấy. Đây cồn đỏ. Đây là cồn đỏ. Các bạn có thấy cho mình biết là đây là cồn đỏ hay cồn vàng các bạn? Bác sĩ người ta gọi là cồn đỏ mà. Em gọi theo thôi. Lấy xong rồi nước muối sinh lý để rửa. Rửa cái vết này để cho nó, để cho nó không bị đóng vẩy vào ấy. Đóng vẩy lúc cắt chỉ rất là đau. Em phải rửa cho nó sạch sẽ. Các bạn thấy tùng đẹp dài. Ok. Rồi, đã sạch sẽ rồi. Bây giờ thì Hương xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy clip của Hương ngay thì cho Hương xin một like, một share và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.